Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp cầu doanh nhân được phát sóng trên kênh HTV9 vào sáng thứ bảy hàng tuần. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân phối hợp thực hiện. Ngay sau đây là những nội dung nổi bật trong chương trình hôm nay. Sôi động các hoạt động doanh nghiệp hướng đến tháng công nhân 2016. Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng mô hình trả lương hưu qua bưu điện. Doanh nghiệp sản xuất đồ chơi nội nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập. Cùng gặp gỡ đại diện một doanh nghiệp du lịch để tìm hiểu về những hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2016. Thưa quý vị, nhằm hướng đến tháng công nhân 2016 và đi đầu trong việc chăm lo tốt hơn đời sống người lao động, trong tháng này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều chương trình thiết thực dành cho công nhân, chú trọng đến việc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của họ. Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động như sàn giao dịch giới thiệu việc làm, hoạt động văn nghệ, hoạt động trao quà cho các công nhân viên bị tai nạn lao động trên địa bàn thành phố với 445 phần quà và nhiều phiếu khám sức khỏe trị giá 1 triệu đồng. Hưởng ứng định hướng của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị trực thuộc cũng đã chuẩn bị nhiều hoạt động bổ ích thiết thực như hội nghị người lao động 2016, hội thi thể thao, tuyên dương cán bộ công nhân viên xuất sắc, tặng quà các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Hòa trong không khí sôi nổi này, hơn 100 công nhân công ty Tân Thanh đã tụ hội đông đủ trong ngày hội người lao động 2016 để chia sẻ các ý kiến, bày tỏ nguyện vọng với lãnh đạo công ty. Năm nay thì tôi thấy là cái ý kiến của công nhân càng ngày càng nhiều. Công nhân người ta đã phát huy được cái vai trò của công nhân để đóng góp xây dựng cho công ty. Tuy nhiên là trong quá trình công tác thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, thì mình luôn nhận được cái sự chia sẻ, động viên từ ban tổng giám đốc. Bên cạnh những hoạt động phát huy quyền dân chủ của công nhân tại nơi làm việc, nhiều chương trình mang tính cộng đồng, gắn kết yêu thương của người lao động cũng đã diễn ra tại các đơn vị khác. Chương trình gian hàng từ thiện với các gian hàng bán đồ dùng đồng giá chỉ với 2.000 đồng, vui chơi trúng thưởng và tiệc ngoài trời của công ty Kata đã diễn ra trong không khí vui tươi và đoàn kết của các anh chị em công nhân cùng gia đình. Dự kiến hoạt động này sẽ diễn ra thành nhiều đợt trong suốt tháng 5 năm 2016 tại nhà máy của doanh nghiệp ở Bình Dương. Buổi tiệc này thì cái mục tiêu duy nhất của chúng tôi là gắn kết cái tình anh em, cái sự chia sẻ lẫn nhau. Chúng tôi cũng tìm hiểu cuộc sống của người lao động. Đa số các người lao động ở đây thì cuộc sống rất là tốt, nhưng một số các trường hợp đặc biệt thì rất là khó khăn. Chính vì vậy chúng tôi sẽ tổ chức thường niên các hoạt động này. Và mua được bao ngón vậy. Đây là để mua và chung tay góp sức để dành tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Với nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng công nhân năm 2016, đời sống vật chất tinh thần của người lao động tại các doanh nghiệp được chú trọng và nâng cao đáng kể, giúp họ làm việc tích cực hơn không chỉ trong tháng năm này mà còn trong hành trình gắn bó dài lâu với doanh nghiệp. Thưa quý vị, từ tháng 5, 4 huyện Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ và 3 phường Tân Quý, Phú Thọ Hòa, Phú Trung của quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức trao trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện. Đây là bước thí điểm nằm trong giai đoạn 2 của bưu điện thành phố Hồ Chí Minh nhằm chuẩn bị cho công tác chi trả lương hưu qua bưu điện trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Theo thông tin ghi nhận ở các điểm trả lương theo phương thức mới này cho thấy, việc trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội diễn ra nhanh gọn, nhận được sự đồng thuận cao của người dân. So với phương thức cũ, thời gian chi trả lương hưu qua bưu điện được thực hiện sớm hơn, ngay từ ngày mùng 1 hàng tháng. Tại mỗi điểm, cũng có từ 2 đến 3 nhân viên phụ trách chi trả. Bưu điện cũng đã chụp hình từng người hưởng lương để cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Bữa hôm nay thì lần đầu tiên tôi đến bưu điện lãnh. Nói chung nộp sổ thì thời gian chờ thì cũng không lâu. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị từ mấy tháng trước đây, ứng dụng cái chương trình công nghệ thông tin, thay đổi cái thói quen của các cô các chú lãnh lương hưu là một chuyện nó cũng không phải là dễ dàng. Do đó là khi mà xây dựng phương án thì chúng tôi cũng đảm bảo các điểm chi trả của mình không được cách cái điểm chi trả cũ quá 2 km. Đến nay có một quận, 3 phường và tất cả 5 huyện của thành phố Hồ Chí Minh đã trả lương hưu qua bưu điện. Dự kiến đến tháng 10 năm 2016, toàn bộ 124.394 người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận tiền hàng tháng qua bưu điện với tổng số tiền chi trả hơn 464 tỷ đồng một tháng. Thưa quý vị, hiện nay thị trường đồ chơi Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đồ chơi nội địa vẫn chưa thực sự khai thác hiệu quả được thị trường này. Sức ép về chi phí nguyên liệu sản xuất, cạnh tranh về giá so với các doanh nghiệp đồ chơi nước ngoài tại thị trường Việt Nam đang là thách thức lớn của các doanh nghiệp Việt trong ngành sản xuất đồ chơi.
Dù thị trường đồ chơi ước tính tăng trưởng 15-20% mỗi năm, nhưng tới 95% sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước sản xuất được xuất khẩu và chỉ có 5% được bán ở trong nước. Các doanh nghiệp trong ngành cho biết họ đang phải đối mặt với áp lực gay gắt với các công ty sản xuất đồ chơi nước ngoài có thương hiệu, đặc biệt là sự cạnh tranh về giá khốc liệt đối với các sản phẩm đồ chơi nước ngoài. Đối với giá cả thì cái mặt hàng đồ chơi hiện nay là trên thị trường rất nhiều loại giá. Ví dụ như đối với những cái sản phẩm hàng hóa mà Trung Quốc rất là rẻ. Về cái mẫu mã thì chúng tôi cũng tăng cường là tìm hiểu những cái mẫu mã mới trên thị trường cũng như thị trường quốc tế. Với đặc thù phục vụ cho trẻ em, ngành sản xuất đồ chơi cũng có nhiều tiêu chuẩn khắt khe, trong khi năng lực vốn còn yếu. Nguồn cung phụ liệu chủ yếu dựa vào nhập khẩu, thiết kế mẫu của các doanh nghiệp trong nước còn rất hạn chế. Điểm sáng của thị trường là những năm gần đây, số ít các doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến thị phần tại thị trường nội, khi người tiêu dùng có xu hướng ủng hộ hàng sản xuất trong nước. Cách đây khoảng 3 năm á, thì cái tỷ trọng của đồ chơi Việt Nam mình á, chỉ tầm khoảng 10-15% thôi. Hai năm gần đây thì do những doanh nghiệp Việt Nam mình á, có cải tiến nhiều hơn, có đầu tư nhiều hơn và nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường đồ chơi nhiều hơn, cho nên cái tỷ trọng nó có tăng lên. Nếu mà chất lượng mà tốt mà bé thích nữa thì mình sẽ mua cho bé. Hiện nay nhiều phụ huynh khi lựa chọn đồ chơi cho con, ngoài quan tâm đến mẫu mã, thiết kế, còn chú trọng rất nhiều đến vấn đề sản phẩm an toàn, mang tính giáo dục và phát triển trí tuệ. Từ tâm lý tiêu dùng này, các doanh nghiệp sản xuất đồ chơi nội cần đưa ra các chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp khi tấn công thị trường nội địa để chiến thắng đối thủ ngoại ngay trên sân nhà. Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của cộng đồng người trẻ Việt Nam phát triển mạnh hơn, vừa qua, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp mang tên Alpha Startup Việt Nam trị giá 25.000 đô la Mỹ đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ nhiều gương mặt khởi nghiệp trẻ và năng động tham gia. Tại sân chơi này, các ứng viên sẽ tạo một clip dài không quá một phút để giới thiệu về ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh của mình gửi về ban tổ chức. Sau đó, các chuyên gia sẽ làm việc cùng các ứng viên để đánh giá tính khả thi, tiềm năng kinh doanh của các ý tưởng. Ba cá nhân hoặc nhóm có ý tưởng xuất sắc nhất sẽ nhận được tổng giải thưởng tương đương 25.000 đô la Mỹ cho mỗi dự án. Đây được xem là môi trường giao lưu học hỏi thiết thực và góp phần hỗ trợ vốn để hiện thực hóa các ý tưởng cho giới trẻ khởi nghiệp Việt Nam. Mới đây, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị số 2 D2D vừa tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2016 tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Kết thúc năm 2015, doanh thu hợp nhất của đơn vị đạt 319,9 tỷ đồng, vượt 109,9% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 70 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 43 tỷ đồng và chi cổ tức 25% mệnh giá. Trong năm 2016, D2D đưa ra kế hoạch đạt tổng doanh thu hợp nhất là 292 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 58,9 tỷ đồng. Doanh nghiệp này còn tiếp tục đầu tư các dự án trọng điểm như dự án khu dân cư phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, khu dân cư Lộc An, huyện Long Thành với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng. Đồng thời trong năm 2016, doanh nghiệp còn chú trọng nhắm đến việc tham gia phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị tại Đồng Nai và các tỉnh thành lân cận. Mới đây, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn Samco đã công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới gắn với slogan Đồng hành và chia sẻ. Với thiết kế gồm hình ellipse, chữ S và tên Samco nổi bật phía trước, công ty muốn hướng đến tinh thần luôn sẵn sàng phục vụ cộng đồng xã hội và ý chí mong muốn vươn tới những tầm cao mới. Từ một công xưởng nhỏ được gây dựng từ năm 1975, đến nay Samco đã trở thành thương hiệu mạnh với 26 công ty thành viên, gần 7.000 lao động, nộp ngân sách gần 5.000 tỷ đồng mỗi năm. Dịp này, tổng công ty cũng đưa ra mục tiêu sẽ đưa thương hiệu Samco trở thành biểu tượng quốc gia trong ngành cơ khí giao thông vận tải trong thời gian tới. Chủ đề khám phá đất phương Nam, năm du lịch quốc gia 2016 là sự kiện kinh tế văn hóa xã hội tiêu biểu nhằm quảng bá du lịch Việt Nam, đặc biệt là tiềm năng thế mạnh và các sản phẩm du lịch của Phú Quốc, Kiên Giang, khu vực đồng bằng sông Cửu Long với khách du lịch trong và ngoài nước. Đồng hành 30 năm trong tiến trình đổi mới đất nước, ngành du lịch Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đóng góp hơn 6,3% GDP, góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển và tăng cường hợp tác hữu nghị với các quốc gia, dân tộc trên thế giới.
Theo tôi thấy thì tiềm năng du lịch Việt Nam về cơ sở vật chất hoặc là điều kiện tự nhiên thì mình hơn các nước bạn rất là nhiều. Thực trạng du lịch Việt Nam nó chưa bằng nước ngoài, mình chưa khai thác hết để mình phục vụ du khách, cũng như là mình chưa nắm bắt hết tâm lý của du khách nước ngoài, thậm chí là trong nước luôn. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam được biết đến là một đất nước có tiềm năng lớn về lĩnh vực du lịch. Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2016 với chủ đề Khám phá đất phương Nam vừa qua đã thu hút được sự chú ý của các cơ quan ban ngành và khách du lịch cả trong và ngoài nước. Và cuộc trò chuyện ngày hôm nay với ông Nguyễn Ngọc An, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Viditour sẽ đem đến một cái nhìn rõ hơn về chương trình này cũng như định hướng phát triển của các doanh nghiệp trong ngành. Xin chào ông An. Xin chào. Thưa ông, để hưởng ứng chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2016 với chủ đề là Khám phá đất phương Nam, những kế hoạch, những sản phẩm chủ lực nào đã được Viditour của chúng ta tập trung đầu tư để hưởng ứng cho chương trình lần này ạ? Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2016 với chủ đề Khám phá đất phương Nam, công ty chúng tôi đã đưa ra hai dòng sản phẩm khám phá các cái chương trình biển đảo của đất phương Nam, hoặc là đưa ra các cái chương trình mới như là khám phá các cái quần đảo Nam Du, quần đảo Bà Lụa, cho du khách trải nghiệm các cái nét văn hóa, ẩm thực đặc trưng của vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Và có thể thấy những tour du lịch sáng tạo như vậy là điều rất cần thiết, bởi vì là anh nghĩ rằng là du lịch là một ngành có sự cạnh tranh cũng như yêu cầu đổi mới rất là cao. Vậy thì theo ông, làm cách nào để du lịch Việt Nam của chúng ta có thể tăng cường khả năng quảng bá và thu hút được sự đầu tư cho cái sự phát triển của ngành du lịch ạ? Hiện nay thì chúng ta đã có định vị được một cái thương hiệu về du lịch quốc gia qua cái câu slogan là Việt Nam vẻ đẹp bất tận. Theo tôi nghĩ thì các cơ quan quản lý nhà nước nên dành cái ngân sách nhiều hơn nữa cho cái việc quảng bá, thuê một cái đối tác chuyên nghiệp về cái việc này. Là một doanh nghiệp trong ngành thì chúng ta có những cái sự mong chờ như thế nào về những chính sách cũng như sự hỗ trợ để các doanh nghiệp du lịch có được một cái môi trường phát triển thông thoáng hơn? Thật ra thì chúng tôi mong đợi rất là nhiều vì các cái cơ quan quản lý nhà nước, ngoài việc đầu tư rồi làm chuyên nghiệp thêm, nhà nước thì nên có thêm những cái chính sách khác, cải cách về cái hành chính để mà thu hút cái nhà đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng về du lịch. Cái thứ hai nữa là thường xuyên đối thoại với các doanh nghiệp tham gia các cái hội chợ quốc tế hoặc là xúc tiến tại các cái thị trường trọng điểm một cách bài bản hơn. Đó là câu chuyện chung của ngành du lịch. Còn đối với Viditour của chúng ta thì những yếu tố nào đã được ban lãnh đạo của chúng ta tập trung phát triển để giữ vững được vị thế của Viditour trong làng du lịch ạ? Được thành lập đã 27 năm rồi. Thì chúng tôi đã có một cái văn hóa về doanh nghiệp. Chúng tôi tập trung vào ba cái yếu tố. Nhất là yếu tố về con người. Thứ hai là yếu tố về chất lượng sản phẩm. Và cái định hướng không ngừng đổi mới, tạo ra cái sự cạnh tranh riêng biệt của Viditour. Được thành lập từ năm 1989 với hoạt động kinh doanh ban đầu là tổ chức chương trình du lịch cho du khách nước ngoài vào tham quan Việt Nam. Đến nay, trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, công ty cổ phần Viditour đã không ngừng lớn mạnh và trở thành một trong 10 hãng lữ hành lớn của ngành du lịch Việt Nam với nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch thiết thực của khách hàng, công ty đã liên tục triển khai nhiều phiên bán tour tuyến với số lượng sản phẩm lớn và chất lượng dịch vụ cao. Trong cái công việc của Thảo thì cái việc giao tiếp với khách hàng nè, rồi kỹ năng thương lượng với tất cả các đối tác, chăm sóc khách, đó là những cái kỹ năng rất là quan trọng. Mà Viditour thì cũng thường tổ chức các buổi tập huấn, ví dụ như là kỹ năng bán hàng, rồi ngoài ra phòng hướng dẫn cũng thường tổ chức các cái kỹ năng mà đi hướng dẫn đoàn ở outbound, rồi hướng dẫn nội địa, rồi những cái chương trình hướng dẫn những chương trình team building. Viditour ấn tượng nhất với tôi đó là cái phong cách phục vụ rất là chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên cũng như là nhân viên tư vấn rất là nhiệt tình. Và
Nói đến những sản phẩm nổi bật và đặc trưng thì Lan nhận thấy là dòng tour MICE là một lợi thế của Fiditour. Vậy thì ông có thể chia sẻ sự phát triển của MICE tính đến thời điểm hiện tại ạ? Sản phẩm du lịch MICE theo tính toán của bên công ty thì đem tới gấp 3, gấp 4 lần doanh thu so với các cái sản phẩm thông thường. Chúng tôi đã thực hiện những cái đoàn khách có lên tới 2.000 người hoặc là các cái hội nghị, hội thảo dành cho nhiều cái khách hàng của các cái khách hàng. Thì ngoài nước chúng tôi cũng có những cái chương trình thành công ở các cái châu Âu như là Hungary hoặc là Pháp và khu vực Bắc Âu. Vậy thì theo ông, điều gì đã khiến cho MICE nói chung cũng như là dịch vụ MICE của Fiditour nói riêng có được một cái sức hút như vậy ạ? Hiện nay thì nhu cầu của các doanh nghiệp, của các công ty về cái tưởng thưởng cho nhân viên, tổ chức các cái chương trình mà hội thảo, hội nghị rất là lớn. Không riêng gì Fiditour, các doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam cũng nhắm đến cái thị trường này rất là nhiều. Đối với các cái đoàn khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam qua cái loại hình MICE này thì giúp cho họ hiểu thêm về cái văn hóa, về con người Việt Nam. Ngoài ra thì cái năng lực của nhà tổ chức cũng là một cái vấn đề mà tạo đến cái sự thành công. Như lúc nãy chúng ta cũng vừa nói là việc tưởng thưởng và khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên thì đang được các doanh nghiệp rất là coi trọng. Điều gì mà ban lãnh đạo của chúng ta đang tập trung để tạo được một môi trường làm việc năng động cho nhân viên của mình ạ? Là một doanh nghiệp lữ hành thì nhân viên Fiditour cũng thường xuyên là phải đi ra ngoài. Thì tại Fiditour thì chúng tôi đã tạo ra một cái môi trường làm việc gần như là mở. Giữa cấp quản lý lãnh đạo với nhân viên có thể giao tiếp trực tiếp với nhau. Có thể đánh giá rằng là cái quy chế về thưởng, về thu nhập của Fiditour là một trong những yếu tố mà để thu hút được nhân viên, nhân sự giỏi cũng như là giữ chân họ trong suốt cái thời gian qua. Theo như tôi biết thì có lẽ là cái chính sách này nó cũng còn gọi là dẫn đầu trong cái thị trường du lịch hiện nay. Thì bên cạnh đó thì việc là chúng tôi đào tạo thường xuyên về văn hóa doanh nghiệp, các cái chuyên môn. Các hoạt động của Fiditour dành cho các bạn nhân viên hiện tại có rất là nhiều các hoạt động đa dạng, và đây là lần thứ 3 thì tôi được tham gia hội trại truyền thống của Fiditour năm nay. Và thông qua chương trình thì chúng tôi có thể rèn luyện được rất nhiều kỹ năng và gắn kết được với tất cả các bạn đồng nghiệp trong công ty. Trong thời gian tới thì tôi cũng phải cố gắng nỗ lực hết mình tham gia vào các hoạt động dã ngoại, các hoạt động tập huấn, rèn luyện đào tạo tại Fiditour tổ chức. Thưa ông, nói về những hoạt động của Fiditour trong năm nay thì chúng ta sẽ có những cải tiến, những đổi mới nào không? Chúng tôi đã có những cái chiến lược ngắn hạn và dài hạn. Thì trong năm 2016 chúng tôi cũng tiếp tục theo đuổi những cái chiến lược đó, nâng cao hơn nữa về cái chất lượng sản phẩm. Chúng tôi sẽ tập trung làm các cái sản phẩm về MICE đến các cái thị trường khác nhau nữa và đưa ra các cái loại hình mới thêm để hỗ trợ cho cái loại hình tour MICE này. Và chúng ta sẽ có những cái mục tiêu cũng như kỳ vọng đặt ra như thế nào trong việc kinh doanh tour tuyến của Fiditour trong năm nay ạ? Chúng tôi kỳ vọng cái sự phát triển phục hồi của nền kinh tế. Thì chúng tôi sẽ có thêm nhiều khách hàng. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra thêm các cái sản phẩm mới. Như là cái sự phát triển của ngành hàng không trong nước. Thì sẽ tạo ra những cái sản phẩm đến những cái thị trường mà trước nay chưa khai thác được hoặc là khai thác chưa tốt. Mong đợi về các cái tour du lịch nước ngoài là mong đợi về cái sự phát triển về ngoại giao của Việt Nam đến các nước. Bên cạnh đó thì cái việc mà Việt Nam chúng ta trở thành một thành viên của cộng đồng ASEAN cũng như là tham gia vào cái Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP thì nó cũng là một động lực cũng như là một cái thách thức để mà chúng tôi có khả năng là hội nhập sâu hơn vào cái ngành du lịch của thế giới.
Vâng, xin cảm ơn ông và là anh hy vọng rằng những mục tiêu mà công ty của chúng ta đặt ra sẽ đạt được trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn ông. Cảm ơn Lan Anh. Dạ. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email nhịp cầu doanh nhân a@gmail.com. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.